Chào bạn, mấy ngày hôm nay thì trên kênh của bác sĩ Ngọc thì có rất là nhiều những cái tin nhắn xoay quanh cái việc mà Dr. Ngọc là có phải là bác sĩ hay không. Có nhiều người comment là bác sĩ thì người ta sẽ làm ở các bệnh viện chứ làm gì có thời gian để mà lên để mà chia sẻ hay là quay video như thế này. Có những người thì bảo là chắc là mấy ông mặc áo blue vào rồi tự xưng mình là bác sĩ thôi. Thì thực tế mà nói thì bác Ngọc sĩ Ngọc cũng không để ý về những cái chuyện như thế, bởi vì cái quan điểm của mỗi người khác nhau thôi. Bác sĩ có lên làm livestream hay là có lên chia sẻ hay không thì đấy là tùy từng người, chứ cũng không phải là bác sĩ thì bắt buộc thì chỉ làm ở phòng khám hay bệnh viện chứ không được phép chia sẻ, nên bác sĩ Ngọc cũng không để ý cái việc như thế. Tuy nhiên thì gần đây thì có một cái tin nhắn, có một cái comment của một bạn có tên là Bảo, đó là có comment là bạn này không phải là bác sĩ, trước làm chung với mình ở bệnh viện Nguyễn Trãi và chỉ là điều dưỡng thôi. Oh my God! Wow! Thế thì khi mà bắt đầu cái comment của bạn Bảo này lên ấy, thì có rất là nhiều cái ý kiến vào, bắt đầu có cái sự hiểu nhầm ở đây, có những cái comment ôi thế mà mình tưởng Dr. Ngọc là bác sĩ da liễu. Thế thì lúc này mình cũng quyết định là sẽ phải làm một cái video để mà chứng tỏ mình với mọi người là những cái kiến thức mình chia sẻ hay là những cái mà mình nói với tất cả mọi người từ trước đến giờ nó đều là hoàn toàn là sự thật. Cái đầu tiên ấy, đó là cái việc mà bạn Bảo có nói ấy, mình cũng không biết bạn Bảo này là ai cả. Mà bạn Bảo mình làm ở bệnh viện Nguyễn Trãi, không biết là bạn nhận nhầm hay là như thế nào, bởi vì mình cũng chưa bao giờ làm ở bệnh viện Nguyễn Trãi mà cũng không phải là điều dưỡng. Và mình cũng không biết bạn là ai cả, nhưng mà bạn Bảo mình như thế thì cũng không rõ cái như thế này là như thế nào. Cái thứ hai nữa là cái việc mà mình có phải là bác sĩ hay không thì ok, mình sẽ là chứng minh cho bạn mình là bác sĩ. Đây là cái bức ảnh mà tốt nghiệp của mình cùng với nhóm bạn tốt nghiệp vào năm 2014 tại trường Đại học Y Hà Nội. Có thể nhiều người bảo là tại sao mình lại không đăng lên cái bằng tốt nghiệp. Tuy nhiên thì có những thứ mà sẽ không thể nào mà chia sẻ theo kiểu chụp ảnh để chia sẻ rộng rãi lên trên mạng xã hội được. Nhưng mà ở cái năm 2014 thì mình có làm một cái đề tài tốt nghiệp, đó là cái kiến thức và kiến thức thái độ và nhu cầu về xử lý sơ cấp cứu ban đầu của sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội. Và cái quyển đề tài tốt nghiệp này cũng đã được đăng báo lên cái tạp chí nghiên cứu y học, tạp chí y học Việt Nam, thì mọi người cũng có thể là lên trên đấy để mà chúng ta có thể là tìm, thì nó sẽ có cái bài báo như thế. Cái nữa ấy, đó là bác sĩ Ngọc có phải là bác sĩ da liễu hay không, thì ở đây thì sau khi mà mình có tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội ấy, thì thường thì sau khi mà tốt nghiệp xong thì sẽ không phải là bác sĩ da liễu hay là bác sĩ răng hay là gì cả, mà sau đó thì mới phải đi học một cái chuyên khoa. Tức là sau khi học 6 năm thì bắt đầu mới học tiếp tầm 1 năm nữa để mà đi theo một cái chuyên khoa chuyên sâu. Thì sau khi mà học tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội thì bác sĩ Ngọc có học cái chuyên khoa định hướng da liễu tại trường Đại học Y Thái Bình. Thì đây chính là cái bức ảnh về cái chứng chỉ về cái định hướng da liễu của bác sĩ Ngọc. Cái chứng chỉ này thì bác sĩ Ngọc có thể là sâu được, nhưng mà cái bằng tốt nghiệp thì nhiều khi nó sẽ không tiện. Thì cái chứng chỉ mọi người nên nhớ là bắt buộc phải có bằng bác sĩ thì mới được đi học về cái chứng chỉ về da liễu như thế này. Nên cái này nó có thể nó là một cái chứng minh mình là bác sĩ và là bác sĩ da liễu để có thể là chia sẻ cho mọi người được. Một cái nữa là gì? Đó là những cái kiến thức để mà chia sẻ ở lên trên mạng xã hội của chúng ta ấy, không phải là ai cũng chia sẻ được, đặc biệt là liên quan đến trong ngành y. Thực sự mà nói là cũng có lẽ là cho rất là nhiều người bức xúc, bởi vì có nhiều người mà người ta cứ mặc cái áo blue lên, xong đó thì người ta cứ chia sẻ những cái kiến thức đâu đâu ấy, và làm cho mọi người đang bị nhầm lẫn rất là nhiều. Thế thì trước khi mà bác sĩ Ngọc chia sẻ những kiến thức cho mọi người thì thực tế là bác sĩ Ngọc cũng đã từng học, đã từng đào tạo, cũng đã từng chia sẻ trước đấy rồi mới đi chia sẻ những cái này cho mọi người. Vì sau khi mà học xong về da liễu thì bác sĩ Ngọc có học thêm một cái chứng chỉ, đó là chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, để có thể là được đi đào tạo, cũng như là một cái chứng chỉ là giảng dạy trong y học, tức là được phép chia sẻ ở trong lĩnh vực ngành y, chứ không phải là chỉ mỗi về cái nghiệp vụ sư phạm không. Và sau đó thì có làm giảng viên của lớp laser thẩm mỹ tại khoa y dược của Đại học Quốc gia Hà Nội. Tại khoa y dược Đại học Quốc gia Hà Nội thì bác sĩ Ngọc đã từng đào tạo cho hơn 400 các bác sĩ ở Việt Nam này, bác sĩ về da liễu, về trong cái lĩnh vực về laser và thẩm mỹ ở khoa y dược Đại học Quốc gia. Và sau đó thì khi bác sĩ Ngọc có chuyển nhà vào Sài Gòn thì ngừng ở ngoài Hà Nội. Nên là những cái mà mình chia sẻ cho mọi người ở trên mạng xã hội ngày hôm nay, đấy là những cái kiến thức mình nghĩ nó còn cơ bản hơn rất là nhiều so với những cái kiến thức mà ngày xưa mình đã đào tạo cho những cái bác sĩ trước đây. Nên là mọi người cứ yên tâm, đấy là những kiến thức mà nó sẽ là rất chuẩn để cho mọi người có thể là áp dụng, chứ không phải là nó là những cái linh tinh đâu, hay là những cái chia sẻ linh tinh giống như một số những người mà chúng ta nghĩ ở trên mạng xã hội của chúng ta.
Cái nữa ấy, đó là rất là nhiều người chúng ta bảo là bác sĩ nhưng mà tại chia sẻ những cái liên quan đến dược hay là những cái liên quan đến thuốc ấy, thì thực tế là sau khi mà bác sĩ Ngọc có đào tạo tại cái thời điểm mà đào tạo tại Đại học Quốc gia Hà Nội, thì bác sĩ Ngọc có cùng với một số bác sĩ khác nữa như là phó giáo sư Hương và thạc sĩ Vững để thành lập ra một cái viện nghiên cứu, đó là Viện Nghiên cứu Y Dược học Thăng Long. Thạc sĩ Nguyễn Quang Vững, phó viện trưởng phụ trách truyền thông. Thì tại cái viện nghiên cứu y dược học Thăng Long đấy thì nó sẽ chuyên nghiên cứu sâu về một số những cái thành phần. Bởi vì thế mà ngày hôm nay thì bác sĩ Ngọc có thể là chia sẻ được cho mọi người những cái thành phần, những cái sản phẩm nào có thể là giúp cho chúng ta trong cái việc mà làm đẹp hay là cái bổ sung sức khỏe của chúng ta. Nên là mình có thể là mình cam kết với mọi người về những cái kiến thức của mọi người, nó đều là những kiến thức chuẩn để mà giúp cho chúng ta có thể là áp dụng được trong cái việc mà làm chăm sóc da cũng như là trong cái sức khỏe của chúng ta. Thế thì hy vọng là cái video này nó sẽ là giải đáp được cái khúc mắc cho mọi người về cái việc mà Dr. Ngọc có phải là bác sĩ hay không. Và mình cũng muốn là trả lời với bạn Bảo, chắc là có lẽ là bạn đã nhầm mình với một ai đấy thôi. Mình vẫn tự hào mình là một bác sĩ mặc áo blue, nhưng mà sẽ có nhiều quan điểm khác nhau. Có những bác sĩ thì làm ở bệnh viện, còn mình thì mình thích chia sẻ như thế này, thì cái đấy không thể nào mà cấm được. Hy vọng là sau khi xem cái video này thì chúng ta sẽ có một cái góc nhìn mới về Dr. Ngọc. Ok, các bạn có bất kể những cái khúc mắc gì, các bạn cũng có thể là comment xuống. Bác sĩ Ngọc sẵn sàng trả lời tất cả những câu hỏi của mọi người. Ok, bye bye, hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Chúc mừng các bạn đã xem hết video của Dr. Ngọc ngày hôm nay. Để tránh bỏ lỡ các video tiếp theo của Dr. Ngọc, các bạn có thể đăng ký kênh Dr. Ngọc vào hình tròn chính giữa. Các bạn cũng có thể là xem các video của Dr. Ngọc ở phía bên trái cũng như là các video ở phía bên phải. Hẹn gặp lại các bạn.